Ờ, mình uh, xin chào các bạn hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục Đến với các bạn một video mình uh, giá phát mắc video này thì mình sẽ không nói vấn đề uh, xe không nói về kỹ thuật của xe mà mình nói về vấn đề uh, uh, mua xe tại Hết tại um, đại lý tổng hợp với có một bạn uh, thắc mắc thế này bạn Tai Trần Vo tại vì bạn không có để dấu mình đọc như thế ha chắc là Trần Võ Tài hay là Trần Tài Võ gì đó À, chào chú, con chúc chú buổi tối vui vẻ Con có điều muốn hỏi là tại sao à, Con thấy mấy xe mua về chạy một thời gian là cái đầu xe nó bị méo sang bên phải Nhẹ Mặc dù bánh xe thì vẫn thẳng với mũi xe Không biết là lý do gì, mong chú giải đáp ạ à. Thực ra thì mấy câu hỏi này nó <laughs> Mình gặp nhiều Nó đơn giản Thực ra thì nó đơn giản lắm Không có gì là Thần bí ở đây cả Tại vì cái cổ xe và cái bánh xe này thì nó đâu phải là nó liền từ trên xuống dưới đâu các bạn Mà nó có hai cái khớp Nếu các bạn nào đã xem video mình đi thay chén cổ của xe Winner á Thì các bạn sẽ biết rõ tại sao Nhiều chiếc xe nó bị nghiêng Nó có nghiêng đó Tức là bánh xe khi mình chạy thẳng á Thì cái cổ tay lái nó hơi bị nghiêng xíu nè Mà lên hết người ta không điều chỉnh Tại vì chỉnh nó nó hơi phức tạp Người ta làm biến á các bạn Muốn chỉnh là phải mở dàn đầu dàn phía trước Rồi ra thậm chí mở luôn dàn áo thì mới chỉnh được còn người ta lười á thì người ta sẽ làm như nè gặt gặt luôn á thì đã là con người gáp thì làm gì làm cũng phải có lúc nó bị chinh và bị sai sót cho dù là máy gáp đi chăng nữa còn có đừng nói chi là người thì nói chung là xe xuất xưởng ra cả trăm ngàn cả triệu chiếc thì tất nhiên nó sẽ có những chiếc xe nó bị lỗi là nó bị nghiêng chinh chút xíu cái đó thì các bạn nên nếu mà lên hết người ta làm biến á, thì thôi ra ra thợ ngoài đi nhờ thợ ngoài chỉnh giùm à, cứ trình bày chúng ta là hơi bị nghiêng các bạn thấy rõ ràng nghiêng mà người ta thợ khi ta không thấy thì nếu các bạn thực sự đang chạy mà cứ thấy nó nghiêng một bên như thế này thì cứ mạnh dạng nó bây giờ á sẽ đang cần như thế này phải không à, anh hay chú á, chỉnh qua sử dụng con là ok để không thôi cứ mình chạy mà mình cứ nhìn thấy nó nghiêng nghiêng bên tại vì thực ra mà nói khi mà mình chạy á hai cái tay mình nè các bạn có dám chắc là hai cái tay của mình nó dài bằng nhau không bằng nhau không rồi hai cái tay mình nó to bằng nhau không người thuận tay phải người thuận tay trái đôi khi thì cái tay mình nó còn chưa đều đừng nói chi là cái cổ xe cho nên là nhiều khi cái tay tay mình không đều á mình cảm giác cứ là bên này như là nó 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 hơi ngắn nó hơi ngắn bên này thì nó hơi dài kiểu vậy thì mỗi người mỗi kiểu thì nếu các bạn cảm thấy chinh như vậy cứ nhờ thợ người ta chỉnh dùm nếu như hết người ta làm biến tại vì mấy anh nó leo lên xe ngồi là anh nói đâu có đâu ngay mà phải chạy mới biết phải chạy đi mới biết mình từng gặp trường hợp đó rồi ha. Rồi, mình sẽ lướt qua cái vấn đề này. Trinh thì cứ à, mình cứ chỉnh để dùm Và một bạn nữa là bạn Dương Hoàng ha. Bạn này thì cũng nhắn tin mình lâu cũng rồi. Bạn nhắn tới hai và tin luôn á. Nhà em hơi xa hết nên em mua tại cửa hàng tổng hợp thì có rủi ro gì không ạ? À? À, mong anh có thể giải thích hộ em mua tại hết với cửa hàng tổng hợp khác nhau như nào ạ? À? và chế độ bảo hành bảo dưỡng xe tại hai nơi ạ. À. Rất mong được anh cho lời khuyên Thanh Anh. Bạn Dương Hoàng ha. Đây nữa nè. Em đi mua Winner X mà cửa hàng tổng hợp không cho xem giấy xuất xưởng thì có nên mua không ạ? À? Vì em thấy rẻ hơn hết 1,5 triệu và mua tại các cửa hàng như vậy thì nên lưu ý gì không ạ? À? Em rất mong được anh cho lời khuyên để mua xe như ý ạ. À. Thì có một bạn vào trả lời nè không có phiếu xuất xưởng thì đăng ký kiểu gì bạn ý bạn này nói là khi mình mua xe là phải có một cái tờ giấy đỏ là giấy xuất xưởng hay là giấy bằng giấy gì anh mình quên đây nè giấy chuyện quên tên ta mới chiều mình nói với các bạn nhân viên nữa thì phải có giấy đó mình mới đăng ký xe được thì tất nhiên người ta phải cho mình xem không lý nào là không cho xem khi mua xe là phải có giấy đó thì bây giờ mình nói chung vấn đề này như thế này đại lý tổng hợp hay là hết thì cũng là một cái nơi để mà bán xe thôi có điều á hết thì là do honda ủy nhiệm thao cũng vậy yamaha thao thì do yamaha ủy nhiệm thì nó sẽ được có những cái phụ tùng chính hãng do honda và thao cung cấp nhưng mà đã là người quản lý thì sẽ có người này người kia cho nên trong 10 cái hết thì sẽ có những cái hết làm ăn rất là tốt và ngược lại cũng có những hết làm ăn gian dối tại vì cái hết đó cơ bản cũng là một con người quản lý thôi thì cái người quản lý này người ta mà tốt thì cái hết đó tốt người quản lý này mà siêng năng cần mẫn thì cái hết đó sẽ rất là à, gọi là chịu khó phục vụ cho các bạn còn một cái hết mà người quản lý đó người ta ẩu và thậm chí là người ta gian dối thì nguyên một tập thể dưới cũng uy trang vậy cho nên là tổng hợp hay là hết hay là thao gì thì cũng là do người quản lý thôi và phải do mình lựa chọn các bạn muốn biết cái nơi đó người ta làm ăn có tốt hay không thì nhìn vào lượng khách thứ nhất là lượng khách thứ hai nữa các bạn rảnh cứ đến hết hoặc là đến một cái lễ tổng hợp nào đó mà mình muốn mua xe các bạn đừng vội mua vào tham quan xe là là, là phụ thôi nhưng mà mình dòm qua cái bên mà sửa chữa bảo trì bảo dưỡng đó mình xem coi là nhân viên người ta làm việc thế nào đứng nhìn chút xíu là các bạn nhìn thấy hết à, à nó có ẩu hay không Ví dụ như là dẫn xe khách vô nè Nọ cái đá chân trống lên thôi là biết ẩu hay không rồi Rồi vặn khóa vô nè Vặn qua cái mà FI mà chưa bơm xong mà nhấn đề nó là bạn thấy rồi Đúng không? Rồi xem là khách vô sửa xe có nhiều không Đó Rồi thái độ nhân viên Bên bán hàng nè Nói chuyện thế nào Người ta có ân cần hay không Là do mình 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 phải tự Tự kiểm chứng thôi Chứ bây giờ mình biết nè nhưng mình không tiện nói ra ở đây Không phải hết nào cũng tệ Nhưng không phải đại lý tổng hợp nào cũng tệ Nó là như vậy Thì mình phải lựa chọn thôi Bây giờ là Honda, Yamaha hay Suzuki Là bảo hành toàn quốc Cho nên là các bạn cứ mạnh dạng Mua tổng hợp miễn giá tốt là ok Và hơn nữa Nếu mà người ta uy tín Thì ok nha Vẫn có những nơi người ta làm ăn gian dối Xe thì nó bị chảy xước Nhiều khi á, trên đường vận chuyển thì sẽ có những nơi nó bị chạy xước thay vì người ta gửi về cho Honda mình ví dụ như chiếc xe Winner đi trên đường trở về nó bị chạy một bên bẩn thì thay vì người ta tháo cái bẩn nó ra người ta trình bày với ở trên kho tổng á người ta trả lại cái bẩn đó rồi nhờ kho gửi khác lại cho mình tức là mình giống như bồi thường vậy đó thì người ta không làm vậy mà người ta đi sơn lại luôn ví dụ như có những vết chạy nhỏ người ta sẽ đi dặm lại luôn sơn giọng lại ví dụ vậy có mình thấy đó thì cái này là còn do cái 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 người chủ của cái cửa hàng đó nữa hết hay là tổng hợp là như nhau hết ăn thua là kỹ không kỹ thôi còn bảo hành có bị yên tâm đi mua ở đâu cũng được bảo hành hết không nhất thiết phải là ra thao mua mới được bảo hành hay là honda hết honda mới được bảo hành ha còn về vấn đề bạn nói về vấn đề mà cái giấy xuất xưởng thì phải có chứ khi mua xe là phải có cái giấy đó mua xe nào cũng vậy đôi khi mình đi, mình đi mua xe mình không dòm tới mấy giấy tờ nữa các bạn người ta làm sẵn hết rồi người ta kẹp vô cho mình rồi rồi mình chỉ cọc đi rồi đóng chức bạ thậm chí là mình nhờ người ta đi làm luôn nữa mình không đi làm luôn nữa tại vì nó quá đơn giản ha rồi không cho em xem giấy xuất xưởng mà mình không biết lý do tại sao bạn đi xem cái giấy xuất xưởng làm cái gì à, nói chung là nếu bạn đang nghi ngờ thì đừng nên ghé đó nữa còn vấn đề giá rẻ hơn hay không rẻ hơn là còn do kinh doanh đừng nói là tổng hợp với hết 10 cái hết thôi là 10 cái hết này giá thế là nó trên nhau nó không bằng nhau nơi thì bán 20 triệu nơi bán 20 triệu 300.000 nơi 19 triệu 700.000 là cũng như mình nói lúc nãy là do người chủ thôi hết honda cũng vậy yamaha thao cũng vậy yamaha và honda không hề can thiệp vào cái giá bán của cửa hàng cửa hàng muốn bán bao nhiêu thì đó là cửa hàng chịu trách nhiệm bán lời bán cao thì lời nhiều bán thấp thì lợi ích không có cửa hàng nào bán lỗ ha không có cửa hàng nào bán lỗ hết trơn trừ những dòng xe mà không được yêu thích thì phải bán lỗ bán lỗ cái này thì người ta sẽ lấy cái khác để trang lại nó muôn hình muôn vẻ ha các bạn ha Muôn hình muôn vẻ Bán lỗ cái này sẽ lấy dòng khác trang lại Mình nói đơn giản và chắc các bạn hiểu mà đúng không Thì cái giá rẻ giá mắc Nó không đánh giá được chất lượng của cái xe Tại vì người ta lấy số lượng lớn Nhất là Tại lý tổng hợp nè Tại sao có những đại lý tổng hợp đó, Người ta giá xe thậm chí còn rẻ hơn Là của Thao bán vô chiếc Exeter này Coi như lý tổng hợp bán Rẻ hơn là Yamaha Thao Honda cũng vậy Là do người ta nhập về số lượng lớn Người ta lấy được giá tốt Thậm chí là cái vùng đó Cái địa bàn đó Cái tỉnh đó Dòng xe Exeter này nó không chuộng Nhưng mà ở chỗ khác lại chuộng Thì cái người chỗ khác này Người ta biết được ở đây người ta bán không được nè Thì cái chỗ này người ta phải xả lỗ Thậm chí là xả hồi vốn Người ta lấy về Thì cái người kia lấy về Ở đây chuộng nè Thì bán được giá hơn Và bán chạy hơn là như vậy thực ra là những cái đại lý và hết này nó đều có qua lại nhau hết các bạn xe mới cũng vậy mà xe cũ cũng vậy luôn người ta sẽ có kêu bằng làm ăn tương tác với nhau các bạn tương tác với nhau cùng nhau hỗ trợ tiến lên còn sau lưng á, thì đấu đá nhau thế nào mình không biết nhưng mà trước mặt đều phải hỗ trợ nhau hết ví dụ như nơi đây à, bây giờ tôi đang thiếu chiếc xe tơ xanh gb mà khách đến mua thì người ta sẽ alo cho chỗ khác nhờ chỗ khác nhượng lại cho mình một con xanh GB trong khi bên kia người ta có hai ba xe thì nhượng cho tôi một xe bên kia sẵn sàng nhượng liền tại vì có qua có lại và tới hội bên bên A thiếu bên B nhượng lại rồi bên B thiếu thì bên A nhượng lại và hàng trăm hàng ngàn cái cửa hàng này nó sẽ hỗ trợ với nhau để cùng phát triển các bạn đó cho nên là giá rẻ hơn chưa chắc đã tệ mà giá bán mắc hơn chưa chắc chiếc xe đó đã, đã chất lượng cho nên là khi mua xe thì tốt nhất là nên ghé những cái nơi mà nó lớn xíu chắc chắn rồi những cái nơi mà nó nhỏ 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 thì giá không bao giờ được tốt tại vì người ta phải thuế nè và lấy xe ít mà lấy xe ít á, thì giá lúc nào giá xảy ra nó phải cao hơn người ta lấy vô giá cao rồi thì bán ra phải cao nó mới có lời chứ bây giờ lấy vô năm chục mà bán ra có 50 mươi 500 năm trăm là có chừng lỗ rồi đó tại vì tiền vận chuyển nữa các bạn rồi giấy tờ nè rồi phải tặng quà cho các bạn nữa các bạn mua chiếc xe này có tặng nón không? Có Có tặng áo mưa không? Móc khóa không? Có Cho nên là lấy xe vô Bán ra phải ít nhất trên lệch nhau Phải một triệu Thì mới có lời Đó Mới có lời Tròn triều phi là người ta Bán Để mà ta lấy cái tính Cái chữ tính đó các bạn Thì người ta sẵn sàng bán quề vốn luôn Để lấy chữ tính Nó có rất là nhiều vấn đề ở đây Thì cho nên tụ chung lại Vẫn là do mình thôi Mình phải tìm được cái nơi uy tín mà uy tín là chỗ nào như thế nào là nó sẽ lớn chút thường là cửa hàng lớn người ta làm ăn lâu năm rồi thì không có ai mà đi mà quỷ hoại cái uy tín của mình đâu các bạn cho dù có người ta cũng phải có xanh sữa trong chiếc xe này nhưng mà nó không đến nỗi đến nỗi có chuyện là là đi thay mâm ví dụ như một chiếc xe Vio made in Indonesia cặp mâm á người ta sẵn sàng lấy mâm giả vô người ta thay vào cửa hàng lớn không ai làm chuyện đó còn những cửa hàng nhỏ hoặc là người chủ đó gian và người mua không biết thì người ta sẽ gian lận Người ta thay cặp mâm khác vào Và mâm mà made in Indonesia gì đó người ta sẽ cất lên Và người ta sẽ bán rời Hay một cặp mâm nó bao nhiêu triệu chẳng hạn Thì đó là những cái thủ thuật mà người ta làm ăn rất là nhiều Nói chung nó gian dối rồi Đã gian dối rồi thì thua rồi ha Cho nên á Là Cuối cùng rồi Vẫn là do mình thôi còn vấn đề mắc rẻ mình có bạn bạn đừng quan trọng ha nó rẻ hơn là do người ta bán rẻ hơn thôi người ta lấy được giá tốt thì người ta bán rẻ thậm chí là người ta muốn xả bớt trong kho nhiều quá ứ động người ta sẵn sàng bán rẻ giống như winner vậy thời gian honda giảm giá nhiều bạn lo chết rồi giảm giá vậy không biết là winner chất lượng có còn như ngày xưa hay không winner đó các bạn sao không chất lượng người ta sản xuất ra hàng loạt như vậy không thể nào mà nửa năm đầu tiên á, sản xuất chất lượng 10 Nửa năm sau sản xuất xuống còn có 7 Không có đâu các bạn Người ta sản xuất hàng loạt Và cái tên Honda nó không phải là một cái nhãn hiệu bình thường Mà nó là một cái thương hiệu rồi Mà thông gì lợi nhuận bao nhiêu đó xe Mà là mất đi cái, cái thương hiệu của mình Các bạn hiểu mình nói không Yamaha ma cũng vậy ha Người ta đâu có khùng Người ta tự bóc súng ra là tự bắn vào chân mình nè Không có đâu Cho nên là Honda nó rẻ là vì sao Winner á Nó kích cầu Winner bán không được chạy nó phải kích cầu Và cái thằng hết Nó bán không được Ví dụ bây giờ nào Xe thì có 10 dòng Có dòng bán chạy và có dòng bán không chạy Nhưng mà khi lấy xe về á, Những dòng bán không chạy lúc nào cũng phải lấy theo Ví dụ như các bạn lấy được 10 chiếc Welfare Thì phải kèm thêm là 10 chiếc Winix ví dụ vậy Mà Winix lấy về hoài không bán ra được mở đầy kho rồi mà cứ phải lấy về hoài không lấy winner thì làm sao có lấy được quen các bạn đó không lấy không lấy mấy chiếc ví dụ như là Yamaha Latte thì làm sao lấy được Sirius về bán Sirius bán chạy mình ví dụ vậy thì bắt buộc những dòng mà Yamaha Latte đó người ta phải bán giảm giá và bán rồi khuyến mãi bán xả ra bán lỗ luôn đó nhưng mà lấy được Sirius về người ta đẩy giá Sirius lên người ta lấy lời đó lại để người ta bù đắp ha bởi vì có những bạn nói là uh, hét thế này thao thế nọ các bạn giỏi tự ra kinh doanh đi rồi biết được cái khổ của người ta như thế nào không có sung sướng đâu ha không sung sướng đâu các bạn mình vào đó rồi mới biết được không có nghề nào là sung sướng hết không có nghề nào mà dễ ăn hết đừng đứng núi này mà trong núi nọ ha rồi uh, vấn đề xe của bạn thì mà cứ mạnh dạng nếu mà thấy nó ổn thì mua không ổn thì đi chỗ khác để mình xem còn nè nhà em hơi xa hết nè thì bạn dương hoàng dương hoàng nói nè nhà em hơi xa hết nên em mua tại cửa hàng tổng hợp có rủi ro gì không ạ à? vẫn là do bạn thôi khi mua xe thì bạn nên lựa chọn cho kỹ lựa chọn cho kỹ chút xíu nhìn từ dàn áo nước sơn nhìn từ trước ra sau xem là cái bánh có bị chinh hay không nó có nhiều vấn đề chịu khó dòm kỹ đi không sao hết xe là mình mua mình bỏ tiền ra tiền triệu mà các bạn vài chục triệu thì mình cứ kiểm tra cứ kiểm tra cho kỹ rồi ốc tán rồi lóc mái ha dòm từ dưới lòm lên hay gì đó tùy các bạn rồi lên ngồi ướm thử nhúng phục xem thế nào ta thắng nè ta thắng nè. kiểm tra cho mình nha ta thắng nè mình thấy đúng là có chiếc thắng nghe chách 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 đã lắm. có chiếc nó không nghe nó vậy luôn á rồi đuôi cá là có chiếc ngay chứ không ngay luôn nha các bạn dòm luôn thì đó là do mình kiểm tra thôi mua hết với tổng hợp khác nhau như thế nào ạ? À? Rồi bảo dưỡng, bảo dưỡng thì cũng vậy, hết tổng hợp. Ê, à, xin lỗi các bạn, cửa hàng tổng hợp vẫn có bảo dưỡng cho các bạn, nhưng mà các bạn vẫn phải dòm vô cái cái um, gọi là cái trang bị của người ta, trang thiết bị, nhìn vào bên mà khu vực mà sửa chữa bảo hành đó. xem là người ta có trang bị đầy đủ hay không. Bàn nâng, bàn nâng nè, rồi thùng ý, à, mấy cái máy bơm nè để bơm nè nói chung là các bạn nhìn vô biết liền à, những nơi mà người ta trang bị tối tân đầy đủ phụ kiện đầy đủ đồ nghề đó, thì chắc chắn nó phải hơn hẳn những cái nơi mà trang bị nghèo nàn rồi có những nơi các bạn vô còn không có cái bàn nâng để nâng xe lên sửa nó là sao sao được rồi đồ nghề chạy qua chạy lại kiếm không có đồ nghề mà xài những nơi mà nhất là hét lớn ha bạn vô mà thấy đồ nghề mỗi một tủ là có đồ nghề riêng không ai xài chung với ai hết và đồ nghề để rất là ngăn nắp đó, rồi nhân viên á thì nói chuyện nó cũng đỡ hơn. Tất nhiên rồi cũng phải không thể nào bắt người ta là dạ chào anh, không có đâu. Có những nơi người ta vẫn phải nói chuyện hơi to tiếng xíu, nhưng quan trọng là cái việc người ta làm với xe mình á nó có kỹ hay không. Các bạn đòi hỏi kỹ như mình kỹ với xe mình là không được đâu. Có chừng thôi, có mực thôi, ha, vừa vừa. Còn ẩu mà kiểu mà vô mới vừa cạch qua cái nhấn đề liền là mình thua rồi đó. Mà mình thấy nhiều lắm, mình đi nhiều mà mình thấy nhiều thì tốt nhất là bạn nên tham khảo trước cái cửa hàng đó đến chơi xem tham khảo thôi là như thế nào mà mình thấy nghe cái chuyện mà cho xem cái cái tờ giấy mà xuất xưởng mà không cho là mình thấy không ổn rồi đó nếu cái nơi đó nhiệt tình là người ta sẵn sàng cho xem thậm chí là anh cứ xem xe đi rồi anh thích màu nào thì anh cứ chọn còn không thì em sẵn sàng tư vấn cho anh rồi hôm khác anh ghé cũng được giá em bao cho anh anh cứ đi giỏi giá luôn ha nếu ở đây anh thấy hợp lý anh quay lại à, mua hỗ trợ giúp em như vậy hay là à, mua ủng hộ em đó có rất nhiều cách để mà tiếp khách mình đi mình thấy nhiều bạn nhân viên có thể nói là mà mà tư vấn khách là rất là ok luôn sẵn sàng đi theo để khách đòi hỏi gì là phục vụ của nó luôn mặc dù nói bây giờ anh không mua cũng được anh vào tham khảo em vẫn sẵn sàng đi theo để tư vấn cho nó nó vậy đó còn Trừ Phi là người ta quá bận rộn. Nhiều khi các bạn biết không, một ngày người ta bán vài chục xe. Nhân viên thì có 5 6 người như vậy mà tự nhiên lượng khách nó vô đông quá thì người ta không có kịp. Thì đôi khi là người ta có sơ suất thì mình phải bỏ qua thôi ha. Mình nói như vậy để các bạn hiểu hơn thôi. Rồi, bạn Tuấn Cường Con đang chuẩn bị mua Winner X V3 chú có lời khuyên nào cho con không ạ à? đây là chiếc côn tay đầu tiên của con ạ à. thì uh, nãy giờ mình nói vấn đề mua xe ở cửa hàng như thế nào chắc bạn cũng đã có nắm rồi nếu bạn có xem clip này còn vấn đề lời khuyên dành cho bạn thì thật ra là đơn giản thôi bạn có đam mê có thích nó hay không đừng vì nó rẻ mà mua nha nếu các bạn mua nó về mà thời gian chán là mệt lắm á thích là được rồi nhà bạn nói chung là bạn thực sự đam mê côn tay thì nên mua cái giá nó quá tốt luôn rất là tốt và không vì giá tốt mà chất lượng nó xuống đâu nha các bạn chất lượng nó vẫn y như vậy như mình nói lúc nãy không thể nào honda tự bắn vào chân mình được ha một cái thương hiệu lớn như vậy người ta không dại dột đâu cho nên cứ yên tâm còn lời khuyên thì đương nhiên rồi mình đã có rất rất nhiều video để mình uh, bảo dưỡng xe rồi nói chung là nhiều thứ thì có gì bạn cứ lục lại những video đó bạn xem tham khảo còn Winner V3 thì uh, giá theo như mình dự đoán thì giá nó không ngóc lên được nó cũng sẽ ở cái mức đó hoài 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 như tháng 7 âm lịch được rồi giá nó như thế và qua tháng 8 âm lịch giá cũng như thế nó không lên nổi các bạn nó không lên nổi có khuyến mãi thôi thì có nhiều bạn nói là có thể là qua tháng 9 này là Honda sẽ tung ra phiên bản giới hạn phiên bản màu mới thì nếu khuyên thì bạn có thể là chờ đợi xem là qua hết tháng 9 này gần hết rồi bữa nay là ngày 10, 10, 15 tây rồi thì nếu nếu mà chờ được thì bạn nên chờ qua tháng 10 xem sao xem coi là Honda có ra màu mới hay không những khi mình vừa mua xong ra màu mới thì nó cũng hơi tiếc nhất là cái màu mới mình thích nữa đó còn mình không biết khuyên bạn như thế nào à, thì nên tìm hiểu kỹ trước chiếc xe mình đang chuẩn bị mua đó thì chắc có lẽ là bạn cũng đã tìm hiểu kỹ rồi cho nên là bạn cũng mới uh, quyết định mua chiếc xe này đúng không có tìm hiểu kỹ rồi thì ok ha còn chưa tìm hiểu thì nên tìm hiểu kỹ về trọng lượng về cái uh, trọng lượng xe nè chiều cao yên nè bạn có đủ khả năng để cởi nó hay không ví dụ như bạn cao vết gửi thì đi nó hơi khó đó mà nói thiệt đam mê là được hết nhưng mà còn thiếu đam mê á mà ví dụ như với chân nè rồi vô chợ côn tay nè là dễ nản lắm nha mình có đâu mình nói thiệt còn về vận hành thì khổ phải chơi ha winner exeter này cũng vậy vận hành là khổ phải chơi không có gì để chơi hết các bạn mình chỉ có thể khuyên bạn có nhiêu thôi bây giờ ngay lập tức mình không biết mình khuyên bạn cái gì nữa nếu nói ra nữa nó rất là dài dòng rồi một bạn nữa nè bạn này lý tiểu long bạn lý tiểu long anh Thái ơi đợt sau anh ra clip mong anh lý giải và trả lời câu hỏi này giúp em được không ạ à? Từ mấy năm trước em có người cô Lâu lâu đi thay vỏ mới Tức là vỏ xe đó các bạn à, Nhưng ngại đi vô tiệm Vì sợ Nhưng ngại đi vô tiệm vì sợ trông hết vẻ vời này nọ nên toàn giao cho em đi Tiệm Vì sợ hết vẻ vời tốn kém thai này thai kia Còn em thì là nam nên em dễ nói chuyện hơn còn phụ nữ kiểu bị e ngại nên người ta kêu thay gì thì đồng ý thay lấy nấy nên đa phần vào hết người ta hay nói là hết vẻ vời cho khách hàng tốn kém. Như vậy anh có thể lý giải giùm em chỗ thắc mắc này giúp em được không? Anh, em cảm ơn anh nhiều, chúc anh một đời an viên, vui vẻ trên mọi hành trình ạ. À. Bạn nói chung là bạn viết mình hơi khó hiểu luôn á. Nhưng mà mình vẫn hiểu được. Ý bạn là hỏi tại sao mà cái vấn đề là hết vẻ vời. Thì đương nhiên rồi, mình đã nói vấn đề là cái vấn đề là do cái 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 đạo đức của người làm việc thôi đã là vẽ rồi mình nói thiệt các bạn thợ ngoài còn vẽ dữ hơn trong hết đó là lý do tại sao mà có những chiếc xe mình cứ mang vào hết mình làm mà nhiều bạn cho là thợ hết ẩu vô cùng nhưng thật kệ đi ẩu nhưng mà nó có chừng có mực chứ nó không đứt độ mà vẽ vời còn ra ngoài là rất là dễ vẽ vời mà vẽ là vẽ đi xa luôn á rồi làm hư luôn cái xe của mình ha mình cùng một câu chuyện về cái bàn máy may của bà xã mình này. mình chưa có đem ra kể cho các bạn nghe cái bàn máy may ha hôm nào rảnh đi mình ngồi kể cho các bạn nghe câu chuyện đó thì nói cho cùng khi mà vô hết vẽ các bạn mất cái gì và được cái gì mất là mất tiền đúng không nhưng mà được cái là đồ chính hãng của Honda hoặc là của Yamaha. Thí dụ bây giờ cái cặp vỏ này nó 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 chưa có mòn nhưng mà người ta xúi các bạn thay đi. Ok, các bạn chạy được năm rồi chưa mòn đâu nhưng mà thôi thay mới thì là thay vỏ hãng và thay vỏ mới cho bạn chạy thì nó vẫn an toàn thôi. Mình mất tiền nhưng mà không có tật mang đó các bạn. Bạn ý mình nói không? Mình mất tiền đó nhưng mà lấy hàng mới. Rồi Yakuza, ví dụ Yakuza chiếc ga dây cu ro nó à, chưa có hư mình chạy cũng lâu rồi đó cũng khoảng 10 ngàn cây rồi đúng ra có thể chạy được khoảng 15 lăm hai ngàn luôn nhưng mà vô đó người ta vẽ mình người ta kêu mình thay thì mình thay tốn tiền mình thiệt nhưng mà được cũng dây cu ro mới dây ro cũ mình cũng đã chạy được một thời gian rồi ha tốn nhưng mà không có bị mất tiền mất tật mang đó các bạn còn ra ngoài nó vẽ mình á lên bi độ rồi lên này kia nọ là phá hư cái xe mà chạy phải thay hoài thay hoài thay hoài luôn ha bốc một chút nhưng mà hả là là, là, là coi như là sai một ly rồi đi một chậm luôn các bạn à, con trai mình nó đi học về mình tạm dừng video mình mới tiếp tục nói tới đâu là mình vẫn tiêu luôn rồi nó vấn đề vẽ vời đó các bạn thực ra mà nói ra ngoài vẽ vời là có nhiều cái để vẽ luôn nha thậm chí xe không hư nó vẽ thành cho hư rồi tốn tiền mình luôn đó các bạn còn ở trong trong head hay là trong thao người ta vẽ thì mình cũng bất quá là mình tốn tiền nhưng mà thay đổi mới nó không có mang bệnh tức các bạn ha còn ra ngoài là dễ mà mình tức lắm đó mà thường đúng rồi thể mà người ta thấy mình không biết mình mà ngu ngơ là người ta sẽ rất là dễ dàng vẽ mình còn nam thì đương nhiên rồi ít nhiều gì cũng hiểu về xe cho nên là thợ nó không dám vẽ còn nữ rất là nhiều người À, chia phụ nữ vào sửa xe đó cứ đưa xe luôn tiền bạc thoải mái mà từ thư gì thay đi thai đi là ra một đống nó vậy đó chứ đâu có gì đâu tới cuối cùng rồi thì mình vẫn chọn thao hoặc là hết để mình bảo trì cái xe của mình mình chưa có dám đi ra ngoài ha làm gì làm ở trong thao trong hết á thì cái nhân viên á mặc dù là có người giỏi có người dở nhưng mà cái người giỏi người ta là giỏi lắm nha người ta có lý thuyết và có thực hành còn thợ ngoài đa phần là thực hành không à không có lý thuyết mà thực hành không thì đôi khi nó có những cái là nó 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 không có chính xác đâu các bạn phải có lý thuyết nữa phải biết tại sao nó lại như vậy mới được chứ không phải mà thực hành không là được đâu rồi video dài quá rồi mình có lẽ mình sẽ dừng lại video ở đây có gì thắc mắc các bạn cứ comment ha mình sẽ cố gắng có những video như thế này video dài quá không biết các bạn có là biến coi không nữa à, mình sẽ kết thúc ha xin chào các bạn